Nhà to, diện tích thì tuyệt vời. Căn này 103m2 anh chị. Có sân ô tô, có phòng ngủ dưới, sân giặt phơi đồ riêng, phòng thờ riêng. Đấy, và điều đặc biệt hơn là tặng full nội thất. Tiếp tục vào việc anh chị. Hôm nay em Hải sẽ mang tới anh chị mình căn nhà này ạ. Chính xác là 103m2 và full thổ, full hết thổ cơ anh chị nha. Sang tên luôn và hỗ trợ ngân hàng cho anh chị mình thoải mái luôn. Mua bán công chứng chuyển nhượng sang tên luôn. Nhà nằm trên trục đường thông, có thể là kinh doanh được anh chị nhá, kinh doanh được nhá. Nhà này là tại mặt tiền đường Bình Chuẩn 15 thưa quý vị. Phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ở đây thì có giáo xứ Bà Trà và ngã tư Bình Chuẩn là hai cái vị trí nổi bật mà gần với căn nhà của mình. Một căn nhà mái Thái với cái cổng bên ngoài, một cái lớp cửa cho khu vực sân ô tô của nhà mình. Nhà mình để sân ô tô 7 chỗ anh chị nhá. Căn này ngang 5 và dài 21, 103m2 anh chị, sổ hồng riêng. Tất cả bất động sản em Hải review là sổ hồng riêng, sang tên luôn và có hỗ trợ ngân hàng. Căn này là trục đường mặt tiền đường Bình Chuẩn 17, xin được nhắc lại. Mặt tiền đường Bình Chuẩn 15, thôi quý chị, gần Bình Chuẩn 17. Ở đây là mặt tiền đường Bình Chuẩn 15. Đấy. Mình đi ra đây thì sẽ gặp đường Bình Chuẩn 17 nè quý chị. Đấy, một đường thẳng này ra đây khoảng độ 200m thôi. 200m là sẽ có đường Bình Chuẩn 17. Ra đây giáo xứ Bà Trà, ngã tư Bình Chuẩn ngay đây, ngã tư Bình Chuẩn. Đấy, ủy ban phường Bình Chuẩn. Đấy. Nói chung là gần giáo xứ Bà Trà. Nếu anh chị muốn tìm nhà mà gần giáo xứ Bà Trà thì đây căn này của anh chị nha. Nhà tặng kèm full nội thất 103m2. Đấy, ngang 5 và dài 21. Với công năng phía ngoài là cửa sắt bao bọc cho khu vực sân ô tô. Phía đây mình để sân ô tô. Nhà nằm trên trục đường có tên và trục đường thông thì anh chị có thể làm văn phòng đại diện công ty và có thể kết hợp kinh doanh anh chị nha. Đấy. Kết cấu một lầu một trệt, thiết kế mái Thái với chị ha, mái chữ A. Nhà được tặng kèm nội thất đi kèm, với chị ha. Anh chị mình mua về là ở thôi, tại vì đã có nội thất rồi. Và điều đặc biệt hơn, ngoài cái vấn đề sân ô tô ra thì mình lại có thêm phòng ngủ dưới, anh chị nhá. Đấy, nội thất như này, đẹp nha quý chị, ngang 5 mà, ngang 5 dài 21 mà quý chị. Kết cấu một lầu một trệt, công năng tuyệt vời rồi. Phòng ngủ dưới, sân ô tô, phòng thờ riêng và sân giặt phơi đồ riêng. Nói chung căn này là sẽ có 3 cái phòng ngủ, có nội thất luôn, có phòng ngủ dưới. Đấy. Bàn ghế và nội thất này sẽ để lại và tặng kèm đi kèm cùng căn nhà. Mức giá do chính chủ nhà đang báo cho bên em sau khi giảm là 3.900.000.000. Giá này có bớt có thương lượng để mua bán anh chị nha. Cái quan trọng nhất là anh chị thấy phù hợp hay không thôi. Khi mà đã phù hợp rồi, thiện chí rồi, thích rồi, mình có thể gặp chủ nhà hoặc mong muốn giá nào cứ nói với em Hải ha. Với phương châm review là sao ạ? Đúng đủ chính xác minh bạch công khai, có như nào review như đó. Thông tin là chính chủ, làm việc chính chủ, giá chính chủ, gặp chính chủ để làm việc anh chị nhá. Anh chị có thể gặp chủ nhà này để đàm phán giá cả hoặc anh chị muốn giá nào cứ báo em Hải. Đấy. Mua bán là sang tên công chứng hỗ trợ ngân hàng luôn, nhà sổ riêng mà, em đâu có làm sổ chung đâu. Nhìn cái cầu thang anh chị thấy mê không? Có tủ kệ âm dưới luôn nha. Bếp ăn có bàn ghế luôn. Sofa ở phòng khách vừa quay thì anh chị cũng thấy rồi. Nói chung là với một căn nhà nội thất đi kèm, gỗ này là gỗ sồi, tủ bếp trên bếp dưới gỗ sồi, cái tay vịn này cũng vậy luôn, gạch đúng không anh chị, dán bên tường nhá. Phòng ngủ dưới này đây. Có giường, thiếu chăn ga gối nệm anh chị ạ. Có cái giường và có tủ đồ áo đính kèm đi sẵn trong khu vực phòng ngủ nhà mình. Đấy, nội thất sẽ như thế này anh chị ạ. Hãy quyết đoán đi xem ngay căn nhà này. Đi xem, mình cứ đi xem thực tế với chị ha. Phù hợp thì mới mua, không phù hợp thì thôi, tham khảo xem cho biết, chả sao cả quý anh chị ơi. Khu vực nhà vệ sinh có một cây sen thuyền và có vách tắm đứng cho anh chị mình luôn. Rất mong nhận được sự ủng hộ đến từ toàn thể quý anh chị với lượt đăng ký kênh để xem video hàng ngày. Anh chị có đóng góp ý kiến thì vui lòng để lại bình luận ở trong video ha. Em Hải sẽ đọc bình luận và sẽ tương tác với anh chị. Một căn nhà xây mới, nếu mà nói đúng là nhà này nhà xây mới nhưng mà đã xây được loanh quanh khoảng 2 năm rồi. Đấy quý chị nhá, nhà này là nhà mới đấy, quý chị nhá. Đấy. Xây được 2 năm rồi. Bây giờ là cứ phải giảm giá sâu để mà bán. Đấy. 103m2, 60m thổ cư. Ngang 5 dài 21 hướng Tây Bắc, hướng Tây Nam xin lỗi, hướng Tây Nam, anh chị yên tâm. Hướng Tây Nam anh chị nhá. Cái này là hướng Tây Nam, anh chị mà Tây Tứ Trạch là hợp. Ngay khu vực ngã tư Bình Chuẩn và giáo xứ Bà Trà. Đấy. Thông tin là nó phải chính xác anh chị, mặt tiền đường Bình Chuẩn 15. Anh chị có thể ghé đây và xem ngay căn nhà này. Gọi em Hải mở cửa bất cứ lúc nào anh chị nhá. Trước khi đi báo em biết với ạ. Đấy. Phòng ngủ, nhà vệ sinh khép kín, nội thất đi kèm. Đây là cái phòng ngủ trên lầu.
Đây, có giường này, có tủ đồ áo rồi. Xem cái nhà vệ sinh trước đi. Nhà vệ sinh là sử dụng cho cái phòng ngủ khép kín này. Đấy. Với phòng ngủ kiểu này mình gọi là master đi với chị ha. Đấy, khép kín nhà vệ sinh rồi. Đấy. Nội thất có rồi. Về việc thêm chăn ga gối nệm vào là mình ở thôi. Đấy, giá thì còn thương lượng, anh chị cứ phải yên tâm, mua bán là thương thảo, thuận mua vừa bán, không sao anh chị nhá. Rẻ không ai bán, đắt không ai mua. Đấy. Cái quan trọng nhất là phù hợp đôi bên. Cái sân này mình giặt phơi đồ đây quý chị nhá. Đấy, ống nước đó, quý chị ha. Nhà vệ sinh trên lầu. Một cây sen thuyền để mình tắm có sẵn rồi, gạch dán tới trần. Với cái giếng trời này sẽ ở khu vực này mình giặt phơi đồ. Đấy. Nhà hướng Tây Nam em xin được nhắc lại, hướng Tây Nam. Ở trước này sẽ thêm phòng thờ và một phòng ngủ tiếp theo với căn nhà ngang 5, dài 21, gần 21 thôi anh chị nhá, 103 m mà. Đây, phòng ngủ số 3. Rồi, 3 tỷ 900 triệu sau khi đã giảm. Giá vẫn còn bớt, không phát sinh thêm anh chị, có nghĩa là giá em báo là đúng giá rồi. Nhưng mà vẫn còn thương lượng là kiểu gì cũng dưới cái giá này đó. Đấy, rồi phòng thờ đây. Hướng Tây Nam anh chị nhá, đường thông nhá, mặt tiền đường bình chuẩn 15 nhá. Cảm ơn anh chị đã xem hết video. Một căn nhà 3 tỷ 900 triệu ngay ngã tư Bình Chuẩn và Giáo sư Bạch Đà. Cảm ơn anh chị.